Mạnh Tiến xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo cảnh báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Theo Đài khí tượng thủy văn Tây Ninh cho biết, thời tiết ở khu vực Đông Nam Bộ và tỉnh Tây Ninh được dự báo mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 cho đến 35 độ C. Sau đây là thời tiết chi tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh, huyện Tân Biên và Tân Châu, mây thay đổi, đêm nay không mưa, Ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 cho đến 35 độ C, độ ẩm 82%. Khu vực phía Nam tỉnh Tây Ninh, huyện Bến Cầu, Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng, mây thay đổi, đêm nay không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 cho đến 34 độ C, độ ẩm 80%. Khu vực phía Đông tỉnh Tây Ninh, huyện Dương Minh Châu, mây thay đổi, đêm nay không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 cho đến 34 độ C, độ ẩm 82%. Khu vực phía Tây tỉnh Tây Ninh, huyện Châu Thành, mây thay đổi, đêm nay không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 cho đến 35 độ C, độ ẩm 81%. Khu vực thành phố Tây Ninh và thị xã Hòa Thành, mây thay đổi, đêm nay không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 cho đến 35 độ C, độ ẩm 81%. Mực nước cao nhất tại gò dầu sông Vàm Cỏ Đông từ 0,35 cho đến 0,40 m. Và bây giờ là thông tin thời tiết chi tiết của các huyện thị thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị, tiêu thụ điện cả nước lần đầu tiên trong lịch sử vượt 1 tỷ kWh một ngày. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, những ngày vừa qua, thời tiết nắng nóng gây gắt, oi bức tái diễn ở nhiều khu vực của cả ba miền đã làm tiêu thụ điện toàn quốc lại tăng cao kỷ lục. Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, mặc dù công suất đỉnh của toàn hệ thống đến ngày 28 tháng 5 chưa vượt qua đỉnh của cuối tháng 4, nhưng sản lượng điện tiêu thụ điện toàn quốc ngày 28 tháng 5 đã đạt đỉnh kỷ lục mới là hơn 1 tỷ kWh. Đối với khu vực miền Bắc, những ngày gần đây, mặc dù thời tiết khá nắng nóng, oi bức nhưng vẫn chưa phải là đợt nắng nóng đỉnh điểm. Tiêu thụ điện miền Bắc những ngày qua cũng đã tăng cao cả về công suất và sản lượng nhưng đều chưa vượt qua đỉnh cũ. Theo Tổng công ty Điện lực Hà Nội, với trên 55% phụ tải điện cho sinh hoạt quản lý tiêu dùng, nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến trong những ngày nắng nóng có nguy cơ gây áp lực lớn cho công tác vận hành lưới điện phân phối. Thời tiết oi bức và nắng nóng gây gắt kéo dài đang ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng hoạt động và suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện trên địa bàn thành phố. Tại thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều cơn mưa kéo dài và nhiều ngày có mưa liên tục. Trời dịu mát hẳn trong nửa sau tháng 5. Thế nhưng, lượng điện tiêu thụ thì chưa thấy dấu hiệu giảm. Dữ liệu của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, Tổng sản lượng điện tiêu thụ toàn thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 1 tháng 5 đến 16 giờ ngày 31 tháng 5 là khoảng 2,857 tỷ kWh, trong khi 30 ngày của tháng 4 con số này là hơn 2,803 tỷ kWh. Trước tình hình tiêu thụ điện tăng vọt, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, điều chỉnh phụ tải là một trong những giải pháp quan trọng góp phần giảm công suất cực đại vào giờ cao điểm của hệ thống. Ngoài vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, EVN cũng tăng cường nhập khẩu điện từ Lào về và để nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án đường truyền. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện tại, EVN và các đơn vị đang tập trung nỗ lực cao nhất bằng mọi giải pháp để hoàn thành triển khai thi công đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch, Phố Nối theo đúng tiến độ yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Theo kế hoạch, chỉ còn 30 ngày nữa phải hoàn thành dự án, nên việc tăng cường dân lực, Hỗ trợ thi công sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ gói thầu xây lắp dựng cột, kéo dây. Bên cạnh đó, để đảm bảo cung cấp điện năm 2024 và các năm tiếp theo, như Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, EVN và các đơn vị đã và đang thực hiện đồng bộ các giải pháp về điều hành tối ưu hệ thống điện, thị trường điện, tăng cường nhập khẩu điện để nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Quý vị thân mến, bản tin dự báo cảnh báo thời tiết hôm nay đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt